hôn nhân 12 năm của Công Vinh, Thủy Tiên trước tin đồn rạn nứt. Trước tin đồn trục trặc hôn nhân, vợ chồng ca sĩ Thủy Tiên được cho có cuộc sống viên mãn bên con gái, luôn tình cảm như lúc mới yêu. Thủy Tiên, Công Vinh chung sống từ năm 2012, sau khi tổ chức đám hỏi tại quê nhà Kiên Giang. Tháng 1 năm 2013, nữ ca sĩ sinh con gái đầu lòng, biệt danh Bánh Gạo. Tháng 12 năm 2014, cặp sao tổ chức tiệc báo hỷ tại thành phố Hồ Chí Minh, mời 1.000 khách. Công Vinh từng tiết lộ vợ lúc nào cũng muốn anh bên cạnh. Thủy Tiên cũng xác nhận rằng mỗi lần đi đâu về không thấy chồng ở nhà là cô bực bội. Từ khi giải nghệ năm 2016, cựu tiền đạo có nhiều thời gian dành cho vợ con hơn. Những năm qua, cặp vợ chồng giấu kín gương mặt của con gái. Theo Thủy Tiên, đó là cách bảo vệ Bánh Gạo khỏi thị phi, cho con được sống cuộc đời bình yên đúng lứa tuổi. Trước đây, những hình ảnh đời thường của cả hai được khán giả yêu thích. Công Vinh từng khen vợ là mẫu người khéo léo, đảm đang và luôn nghĩ cho gia đình. Anh tiết lộ tật xấu của Thủy Tiên là ít nói, đôi khi tạo cảm giác cô lạnh lùng, xa cách. Tuy nhiên, anh hiểu vợ là mẫu người thích hành động để thể hiện tình cảm hơn. Thủy Tiên từng tiết lộ Công Vinh thích vào bếp phục vụ gia đình, giao hết tiền cho vợ quản lý. Cựu tuyển thủ quốc gia từng được vợ khen giỏi nắm bắt tâm lý, chỉ cần nghe giọng qua điện thoại có thể đoán tâm trạng cô ra sao. Thủy Tiên từng ca ngợi chồng, với tôi, anh Vinh là người chồng, người cha, bạn đời và là người yêu, người bạn. Vì thế, tôi và anh Vinh luôn tranh thủ thời gian để hâm nóng tình cảm mọi lúc mọi nơi. Ai nói cuộc sống gia đình nhàm chán chứ với tôi thì cuộc sống đó luôn là điều thú vị mỗi ngày. Công Vinh đồng hành cùng vợ trong các chuyến thiện nguyện. Từ khi cưới Thủy Tiên, anh cũng theo vợ đi chùa, đọc kinh. Vợ chồng Thủy Tiên sống trong biệt thự rộng 300m², thuộc khu nhà giàu ở quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và được sửa chữa năm 2021 với chi phí cải tạo khoảng 10 tỷ đồng. Trước đó, vợ chồng cô mua ngôi nhà với giá khoảng 22 tỷ đồng và chuyển đến sống từ năm 2013. Cặp vợ chồng đồng hành trong các sự kiện giải trí. Thủy Tiên từng nói chồng cô tốt tính, chiều chuộng vợ con. Cô học được từ chồng cách đối nhân xử thế ôn hòa, tình cảm với mọi người. Gần đây, hôn nhân Công Vinh, Thủy Tiên bị đồn rạn nứt khi nữ ca sĩ một mình xuất hiện ở show gia nhân của nhà thiết kế Đỗ Long. Khi đó, được hỏi vì sao chồng không dự cùng, Thủy Tiên nói, anh Vinh bận. Cặp sao được cho ít tương tác trên mạng xã hội, hạn chế nhắc đến nhau. Chia sẻ gần nhất của Công Vinh trên Facebook liên quan đến công tác đào tạo bóng đá, còn Thủy Tiên không nhắc đến chồng trên trang cá nhân từ tháng 6 năm 2023. Hầu hết bài đăng của cô có nội dung liên quan công việc, con cái. Trên TikTok gần đây, Thủy Tiên viết, em đã dặn lòng đừng đau nữa, đừng cố chấp nhớ một người. Người ta đâu quan tâm em nữa, em hiểu chưa? Nhiều khán giả cho rằng Thủy Tiên đang quảng bá bài hát mới nhưng không ít bình luận nghi ngờ cô nhắc đến chuyện tình cảm cá nhân. Ra album mới, Thủy Tiên khéo léo từ chối trả lời khi được hỏi về chồng. Cô nói album của vợ thì chồng dĩ nhiên khen hay nhưng không muốn nói nhiều về gia đình và Công Vinh vì sợ khán giả cho rằng cô dùng chiêu trò PR. Công Vinh cho biết bị bố mẹ hai bên trách vì đọc thông tin vợ chồng anh ly hôn trên mạng. Anh tự nhận mình và Thủy Tiên là cặp đôi sơ hở bị đồn ly dị. Bố mẹ hai bên gọi điện giáo huấn vợ chồng một tràng rất lâu. Tiên bố qua tận nhà giáo huấn. Vợ chồng tôi ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi ngờ chúng tôi ly hôn, anh nói. Về lý do không tương tác với vợ trên mạng xã hội thời gian qua, Công Vinh nói anh không sử dụng các nền tảng khác ngoài Facebook nên không theo dõi. Bình luận bài viết của Thủy Tiên. Thủy Tiên sinh năm 1985, quê Kiên Giang. Cô hoạt động trong vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Cô bắt đầu ca hát với album T, Những Chuyện Kể, kết hợp nhạc sĩ Quốc Bảo. Sau đó, cô ghi dấu ấn qua loạt ca khúc Giấc Mơ Tuyết Trắng, Tuyết Nhiệt Đới, Hát Vang Rằng Em Yêu Anh, Muộn Màng, Kiếp Me, Mãi Thuộc Về Anh. Công Vinh sinh năm 1985, quê Nghệ An. Anh lần đầu được biết đến khi có mặt trong thành phần đội U23 Việt Nam đoạt HC bạc bóng đá nam các kỳ SEA Games 2003-2005. Anh lên tuyển quốc gia từ năm 2004 và trở thành trụ cột sau đó một năm.
Năm 2008, Công Vinh đạt đến tột đỉnh vinh quang trong sự nghiệp khi cùng tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup. Giải đấu mà anh ghi bàn quyết định ở trận chung kết lượt về, giúp đội nhà thắng Thái Lan chung cuộc 3-2. Trong sự nghiệp, tiền đạo người Nghệ An này có 3 lần đoạt quả bóng vàng Việt Nam 2004, 2006 và 2007 và một lần vô địch quốc gia cùng câu lạc bộ Bình Dương năm 2015. Năm 2016, anh giải nghệ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.